Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Phản ánh chương trình nghệ thuật đặc biệt Mẹ Suốt vừa diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ. Tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi ở xã miền núi Hư Hóa. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự sáng mãi phẩm cách bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua 15 tháng 9, bên bờ sông Nhật Lệ, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Mẹ Suốt. Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số địa phương. Về phía tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Trên nền sân khấu thực với cát, sông nước, pháo nổ, hình ảnh thành phố Đồng Hới bên bờ sông Nhật Lệ vào năm 1964 được tái hiện sinh động và chân thực. Cùng với chất liệu âm nhạc được sử dụng xuyên suốt cả chương trình là những giai điệu dân ca cổ của Quảng Bình đã hòa quyện để tạo không gian nghệ thuật độc đáo, ấn tượng. Các diễn viên tham gia các vai diễn đã nhập hồn nhân vật trên cát, sống đời sống của những người dân làng biển Bảo Ninh 50 năm trước. Tôi đang áp dụng dần các cái sự kiện sân khấu trên sân khấu thực cảnh. Đất đai thật, cành cây thật, khói lửa thật. Đây là một cái mới lạ và cũng là áp dụng lần đầu tiên trong nước, đặc biệt là hệ thống khói lửa về quả nổ đây này được áp dụng. Và chúng tôi thử nghiệm rất thành công ở Lân Hà và lần này thì nó khốc liệt hơn. Bởi vì khi mô tả Mẹ Suốt mà không có những cái cảnh Mẹ Suốt chèo thuyền trong mưa bom lửa đạn thì không thể nào hình thành được hình tượng Mẹ Suốt được. Và điều đó cũng đặt thử thách cho cả ekip, nó rất khó khăn. Chúng tôi kể một câu chuyện mà chúng tôi bám lấy cái sân khấu cát. Chúng tôi đã khai thác hết sức tất cả các cái động tác diễn xuất, cố gắng trên cát để tạo ra những con người vùng cát Quảng Bình. Mẹ Suốt đã trở thành đề tài trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Tiêu biểu nhất là bài thơ Mẹ Suốt của nhà thơ Tổ Hữu. Lấy cảm hứng từ bài thơ này, chương trình nghệ thuật đặc biệt khắc họa cuộc đời Mẹ Suốt với hai phần chính. Ở phần 1, lớn đi ở bốn cửa người, khán giả đắm chìm trong cảm xúc đau đớn của chị Suốt trong những năm tháng tuổi trẻ, đi ở, lấy chồng, rồi mất đi đứa con đầu lòng. Đến phần 2, ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng, biển tung cẳng bơ. Khán giả bước đến cung bậc cảm xúc mới, hào sảng, vinh quang. Mẹ Suốt kiên cường vượt qua mưa bom, bão đạn, chờ vũ khí, bộ đội qua sông Nhật Lệ. Việc chèo thuyền của mẹ cũng phải học từ cách chèo, cách diễn, cách nói, cách đi, cách bắt đầu những cái mà từ nhỏ nhất, từ cái gánh nhái trâu, có nghĩa là rất là vất vả. Mình làm việc với là em một ekip là đi từ rất là sớm, về cũng rất là muộn, có khi là buổi tối là tầm khoảng 12, hơn 12 giờ đêm mới về. Bản thân mình thì cũng đã rất là cố gắng rồi, có nghĩa là tất nhiên là không được giống như mẹ 100% đâu. Chỉ mong là chỉ có là mình cảm nhận được như là mình là mẹ. Có nghĩa là mình là mẹ chứ không phải mình là mình. Mà khi diễn là mình là mẹ. Thế thôi. Tôi là con của Mẹ Suốt là tôi vui sướng đó. Tự hào lắm khi được chém hình ảnh của mẹ. Với sự đầu tư công phu tỉ mỉ từ nét diễn của diễn viên đến từng tiểu cảnh sân khấu, tác giả kịch bản, đạo diễn Nguyễn Quang Vinh đã khắc họa cuộc đời của người phụ nữ, người mẹ, người anh hùng Nguyễn Thị Suốt gần gũi, chân thực và đã được khán giả cảm nhận bằng trái tim, bằng tấm lòng tri ân, kính trọng. Chúng tôi gửi vào chương trình một cái hình tượng Mẹ Suốt mà những người thân nhân của mẹ, bà con Bảo Ninh một thời sống cùng đồng thời với mẹ hoặc thế hệ sau này cũng phải khẳng định đây là Mẹ Suốt. Cái đấy là vô cùng khó về mặt nghệ thuật nhưng tôi tin rằng là tôi làm được. Tôi phải làm việc với từng diễn viên, tôi phải kể cho họ nghe, tôi phải làm cho họ biết được thời kỳ chiến tranh Quảng Bình như thế nào, dắt họ ra ở các thuyền cát, cho họ đi, cho họ chạy để họ hiểu rằng đi trên cát như thế nào. Có những cái câu thoại mình viết ở trong phòng làm việc nó khác với cái câu thoại khi diễn viên vừa chạy vừa nói ở trên cát. Cái tốc độ chạy khác, vấp ngã khác. Khi người ta chạy một mạch, người ta vấp ngã, người ta va vào nhau, có thể câu thoại nó sẽ lệch hướng theo cái tình cảm đấy, theo cái xu thế đấy, và tôi cũng phải kịp thời điều chỉnh ngay tại chỗ, kịch bản được in ra ngay tại trên cát này.
chương trình nghệ thuật đặc biệt Mẹ Ruốt do Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng ngành giao thông vận tải Nguyễn Thị Ruốt, 11 tháng 10 năm 1968, 11 tháng 10 năm 2018. Sáng nay ngày 16 tháng 9, tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tổ chức khánh thành nhà dâng hương khu di tích lịch sử quốc gia Lên Hà. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và lãnh đạo huyện Tuyên Hóa. Trong những năm tháng gian khổ ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trạm cơ vụ A69 thuộc đại đội 9 trung đoàn 134, nay là lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho các chiến trường miền Nam và các nước bạn Lào, Campuchia cùng nhiều đơn vị đóng quân trên địa bàn. Với tinh thần tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt, cán bộ chiến sĩ thông tin trạm cơ vụ A69 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, dũng cảm mưu trí, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích bằng không quân với quy mô lớn vào trạm A69, gây tổn thất vô cùng nặng nề. 13 chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, nhiều chiến sĩ bị thương nặng. Ngày 7 tháng 5 năm 2009, hang Lên Hà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Trân trọng biết ơn và tri ân công lao cống hiến hy sinh của 13 liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc đã đầu tư kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều hạng mục có ý nghĩa tại khu di tích. Đặc biệt, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích với diện tích trên 12 hectare, gồm nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, nhà dâng hương là công trình có ý nghĩa văn hóa tâm linh, là nơi để đồng bào chiến sĩ cả nước, du khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Sau 9 tháng triển khai, công trình nhà dâng hương được hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng cả yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật và nhu cầu sử dụng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương đã tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình nhà dâng hương, tổ chức trồng cây lưu niệm và dâng hương các liệt sĩ. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, sáng nay ngày 16 tháng 9, tại nhà thi đấu Công an tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức bế mạc hội thao truyền thống ngành kiểm tra Đảng năm 2018. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự. Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên đến từ 12 ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ, hai môn cầu lông và bóng bàn. Hội thao là hoạt động thường niên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức nhằm thể thức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đây cũng là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy, giải nhì cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp, giải ba cho Ủy ban Kiểm tra thị ủy Ba Đồn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao cả giải nhất nhì ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích cao. Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2018. Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã nêu bật những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào cỏ đào, chức năng nhiệm vụ của khối mặt trận, đoàn thể, chính trị xã hội trong việc xây dựng các mô hình dân vận khéo như chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, xã Bình Yên, gia đình hòa thuận. Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở liên quan đến công tác dân vận, góp phần nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn đã tổ chức phát động thi đua đột kích 20 ngày đêm mẫu mực sáng tạo, quyết thắng, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2018. Phong trào thi đua diễn ra trong thời gian 20 ngày, từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018. Phong trào thi đua tập trung thực hiện 4 nội dung mục tiêu chỉ tiêu thi đua chủ yếu gồm
nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh cao nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị trung tâm, xung kích thực hiện các hoạt động chào mừng đại hội đạt kết quả cao nhất, xây dựng chỉnh quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu thi đua trên, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn yêu cầu cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phối hợp với các cơ quan và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phong trào thi đua quyết thắng, gương người tốt việc tốt để góp phần phổ biến nhân rộng trong lực lượng vũ trang thị xã. Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch cũng vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề 20 ngày đêm mẫu mực sáng tạo quyết thắng. Lần này, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch sẽ tập trung đẩy mạnh các nội dung như mỗi người mỗi ngày làm một việc tốt, tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị trên toàn địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các nội dung thi đua luôn gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm qua ngày 15 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình đã tổ chức bế giảng các lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong thời gian 3 tháng, 235 học viên là thanh niên nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành khóa học đào tạo nghề may công nghiệp và hàn công nghệ cao. Trong đó, lớp đào tạo nghề may công nghiệp là 205 học viên, lớp nghề hàn công nghệ cao với 30 học viên. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được truyền đạt các kiến thức về lý thuyết cơ bản ngành nghề đào tạo, tham gia thực hành trực tiếp trên hệ thống dây chuyền sản xuất tại các nhà máy. Từ đó, giúp các học viên dễ dàng tiếp cận và đáp ứng yêu cầu từng vị trí công việc. Ngay sau khóa đào tạo, 100% học viên nghề may công nghiệp được hai đơn vị là Công ty Cổ phần Đại Thành và Công ty May An Dân cam kết nhận vào làm việc với mức lương từ 3 triệu đồng trở lên. Các học viên nghề hàn công nghệ cao được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh cung ứng giới thiệu cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang thị trường Romania, Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường khác. Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo nghề. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi ở xã miền núi Hư Hóa. Chuyên mục Những bông hoa đời thương có phóng sự sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch đã hỗ trợ 24 hộ dân của xã Phù Hóa chuyển đổi một số diện tích đất vườn tạm sang trồng các loại cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trên diện tích khoảng 1 hectare chuyển đổi từ đất vườn tạm, các hộ dân được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ 2.000 cây giống ăn quả các loại như ổi để loan, nhãn chuông, bưởi da xanh, vú sữa. Trong quá trình thực hiện mô hình, Hội nông dân xã Phù Hóa đã phối hợp với các ban ngành chức năng để hỗ trợ các hộ dân về kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, giống ổi để loan đã cho hiệu quả kinh tế khá cao. Các hộ gia đình đã thu hoạch được một vụ cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng trên mỗi hộ. Các hộ dân cho biết, giống ổi để loan rất phù hợp với điều kiện khí hậu, vùng đất của địa phương, ít tốn công chăm sóc, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ, quả ăn giòn và ngọt thanh. Thời gian tới, xã Phù Hóa sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan đánh giá hiệu quả của mô hình để mở rộng diện tích, giúp người dân nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Toàn xã hiện có 17 hộ nuôi ong với trên 70 đàn ong, với giá bán trên thị trường dao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một lít. Người dân thu lãi khoảng 20 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, nghề nuôi ong lấy mật ở đây vẫn mang tính nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Chính vì vậy, thời gian tới, xã Phúc Trạch sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng để thành lập hợp tác xã nuôi ong lấy mật, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, bằng sức trẻ, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, những năm qua, trên địa bàn xã miền núi Ngư Hòa, huyện Tuyên Hóa đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Anh Mai Hồng Cường sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, cuộc sống khó khăn. Vì thế từ nhỏ, anh đã ấp ủ khát khao vươn lên làm giàu. Sau một thời gian làm ăn ở miền Nam, năm 2017, anh trở về địa phương.
Được sự ủng hộ của gia đình và sự động viên khuyến khích của chính quyền xã Ngư Hóa, anh đã mạnh dạn vay gần 300 triệu đồng để cải tạo lại 2 hectare đất, xây dựng gia trại chăn nuôi và trồng trọt. Những ngày đầu thực hiện mô hình, anh Cường gặp rất nhiều khó khăn về vốn, giống và kỹ thuật, cũng như điều kiện tự nhiên, thời tiết, địa hình của một địa phương miền núi dẻo cao. Nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, cùng kinh nghiệm học hỏi được từ nhiều nơi, chỉ sau hơn một năm xây dựng gia trại, số đàn lợn đã tăng lên 25 con, đàn gà trên 100 con. Các giống cây ăn quả phát triển tốt. Giờ đây, gia trại của anh đã trở thành địa chỉ cung cấp thịt heo sạch cho người dân trong địa phương và các xã lân cận. Ở địa phương có diện tích với có điều kiện để phát triển mô hình trang trại thì em muốn về đây vay vốn, về đây trong nhà gia đình có một ít vốn để phát triển kinh tế trang trại. Hỗ trợ em làm kỹ thuật nhưng mà những về làm nông nghiệp như ở Tây Ngán á, mình làm thế này không? Chứ có kỹ thuật nó có khó khăn, mong muốn có nguồn vốn để phát triển trang trại với là tôi học hỏi thêm kinh nghiệm để mình làm nó tốt hơn. Thời gian qua, để tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, Ủy ban nhân dân xã Ngư Hóa đã vận động khuyến khích đầu tư các mô hình mới phù hợp. Đồng thời, giao cho các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đứng ra tìm chấp cho các hộ vay vốn, tập huấn kỹ thuật. Nên hiện nay, các mô hình đều phát triển tốt cho thu nhập khá. Xã thì mình tổ chức đi thăm với đồng viên là anh nói chung một mọi cái điều kiện nếu xã có những cái nguồn vốn để mà kêu gọi mà tạo điều kiện để cho anh đầu tư cái trang trại với gia trại thì xã quan tâm để là hỗ trợ và giúp đỡ cho anh. Với nỗ lực vươn lên của mình, anh Mai Hồng Cường không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế mà mô hình của anh còn góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều hội viên hội cựu chiến binh đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong chuyên mục Những bông hoa đời thường hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về tấm lòng thiện nguyện của bà Nguyễn Thị Hà, hội viên hội cựu chiến binh xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Ít ai biết rằng ngôi nhà này từng là nơi sinh sống của gia đình bà Nguyễn Thị Hải ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch. Còn đây là nơi ở mới của gia đình bà, một ngôi nhà rộng rãi khang trang được xây lên từ tấm lòng nhân ái của bà Nguyễn Thị Hà. Là một trong những hộ nghèo của xã Thanh Trạch, trong mất sớm, bản thân bà Hải tuy tuổi đã cao, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhưng hàng ngày vẫn phải chật vật kiếm sống để lo từng miếng cơm manh áo cho bốn đứa con. Thấu hiểu và sẻ chia được những khó khăn mà gia đình bà Hải đang gặp phải, tháng 4 năm 2018, bà Nguyễn Thị Hà đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân để khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa có tổng diện tích gần 100m², trị giá hơn 400 triệu đồng. Trong đó, bà Hà ủng hộ 70 triệu đồng. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp gia đình bà Hải vơi bớt đi phần nào những lo toan bồn bề trong cuộc sống. Gia đình của bà Nguyễn Thị Hải là quá vất vả, cho nên tôi giúp đỡ cho bà Nguyễn Thị Hải để vượt qua cái khó khăn, để có cái ngôi nhà được sáng trăng, để cho mẹ con vươn lên, để cuộc sống nó thay đổi. Từng là người lính quả cảm trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, bà Nguyễn Thị Hà tiếp tục xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội. Năm 2002, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề chế biến thủy hải sản. Hiện nay, cơ sở của bà đang tạo việc làm cho 70 lao động, chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn, với mức lương bình quân đạt khoảng 5 triệu đồng mỗi người một tháng. Bên cạnh đó, bà Hà cũng thường xuyên bám nắm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vướng mắc cho người lao động. Trong những năm qua thì bà Hà đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng được cái cơ sở thu mua chế biến hàng hải sản trên địa bàn của xã và đã tạo công việc làm cho hơn 70 lao động trên địa bàn của xã. Trong đó, phần lớn là những lao động là con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của xã đã có phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo trên địa bàn của xã. Và trong những năm qua thì
với sự đóng góp của doanh nghiệp Ban Nguyễn Thị Hà cũng như nhiều doanh nghiệp khác thì trên địa bàn xã Thanh Trạch đã ngày càng phát triển và đã xây dựng hoàn thành chương trình nông thôn mới vào cuối năm 2015. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua bà Nguyễn Thị Hà cũng tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa do Hội Cựu chiến binh xã Thanh Trạch phát động hướng về những miền quê nghèo, gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua quỹ nghĩa tình đồng đội, huy động từ sự đóng góp của các hội viên, nhiều phần quà có ý nghĩa đã được Hội Cựu chiến binh xã Thanh Trạch trao cho những mảnh đời kém may mắn, góp phần động viên họ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thị Hà đã có nhiều cái đóng góp trong cái phong trào xây dựng nhà tình nghĩa cho hội. Vừa qua thì đồng chí đã bằng cái nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng chí đã vận động cùng với một số hội viên là xây dựng được hai cái nhà tình nghĩa. Ngoài ra thì đồng chí còn có nhiều cái hoạt động tích cực khác trong các cái phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh xã Thanh Trạch. Tấm gương của đồng chí Hà thì thực sự là một cái tổng cục tốt, đã tạo ra được bộ mặt khởi sắc trong cái phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo của hội. Và những đồng chí hội viên có hoàn cảnh khó khăn thì được sự giúp đỡ để là bớt khó khăn hơn và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Trong chiến tranh, những người lính như bà Nguyễn Thị Hà đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân của mình vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Hòa bình lập lại, những người cựu chiến binh ấy vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, tiếp tục đem hết sức lực và trí tuệ để góp phần dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão trên biển Đông, cơn bão số 6. Hồi 10 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông, trên khu vực đông bắc biển Đông, cách Macau, Trung Quốc khoảng 220 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 150 km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 108,7 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ vùng tâm bão. Do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía bắc, khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, biển động dữ dội. Từ tối nay, ở vùng biển Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, phía Bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ kinh Đông, có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Bắc Biển Đông, trong 24 giờ tới, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110 độ kinh Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, gần sáng mai 17 tháng 9, ở phía Bắc Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,5 độ vĩ Bắc, 102,2 độ kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ sáng sớm ngày mai 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150 đến 200 mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100 đến 150 mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa. Cảnh báo lũ. Từ ngày 17 đến 18 tháng 9, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức báo động 1, báo động 2,
đỉnh lũ trên sông Thao ở mức báo động 2 và trên báo động 2, thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, sạt lở đất cấp 1, cấp 2. Bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Ninh đêm 16 ngày 17 tháng 9. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 66 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 67 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 96%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 93%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 94%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 73 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 68 đến 97%. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.